Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MO. Thì hôm nay mình sẽ làm rõ về cái dự án Moonbit, là một cái ứng dụng game được chạy trên nền tảng Telegram. Và dự án này được cho là của sàn Binance tạo ra ha. Thì hôm nay mình sẽ xem xét thử xem là cái dự án này nó có phải là cái hàng fake, scam hay là cái hàng chính hãng em nha. Rồi thì đầu tiên á, mình sẽ vào cái trang X chính thức của Binance. Đây là cái trang X chính thức của Binance nha. Hiện tại đã có 13 triệu 114 nghìn 498 người theo dõi nè. Thì hiện tại trên cái trang chính thức của sàn Binance nó vẫn chưa có thông báo chính thức về cái dự án Moonbit ha. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ vào, ở đây mình sẽ kết vào một cái đường link của cái sàn Binance .com. Ở đây nó có cái phần cái link chính thức của Binance .com này. Anh em bấm vào đây ha. Ở đây nó có một cái đường link này. Đường link là liên quan đến support luôn đó. Rồi anh em mở cái Google Chrome lên. Thì đây là cái link Binance.com ha, gạch gạch ngang N và support. Thì ở cái link này, đây là link chính chủ của Binance đâu nha. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm Moonbit ha, Moonbit. Xem thử có hay không ha. Đó, thì khi mà mình tìm kiếm á thì hiện tại nó vẫn chưa có thông tin về cái Moonbit ha. Tuy nhiên á, anh em sẽ xuống đây, mình sẽ vào cái kênh Telegram chính thức của Binance. Ở đây, đây là cộng đồng ha, anh em bấm vào Telegram này. Thì mình sẽ join vào nhóm Telegram, xem thử là nó có Moonbit hay không. Rồi anh em mà bấm vào cái điện tín này, đây là mạng xã hội của Binance nha. Đó, đây là những cái trang chính thống mạng xã hội của cái dự án Binance này. Anh em bấm vào điện tín này. Đó là Telegram. Thì mình sẽ mở thông báo là kênh Telegram tiếng Anh nha. Đây là cái kênh tiếng Anh này, bấm vào đây. Rồi anh em sẽ mở bằng cái Telegram. Đây là mình vào cái kênh chính thống của Binance luôn nha. Đây. Đây chính là cái Telegram của Binance Elite nha. Anh em sẽ bấm vào Apply to Join Group nè. Rồi. Thì với kênh này khi mà anh em bấm vào anh join vào á thì anh em sẽ thấy ha. Đây là những cái thông tin chính thống của Binance nha. Rồi bây giờ á, anh em sẽ vào cái tin nhắn game lên đây, anh em bấm vào đến cùng này. Đó, anh em sẽ tìm đến một cái tin nhắn game. Thì đây là có một tin nhắn game này. Đó, và nó có thông tin về cái Moonbit anh nha. Bây giờ mình sẽ dịch cho anh em xem này. Rồi. Chúng tôi biết rằng trò chơi ứng dụng Mini Telegram sắp ra mắt của chúng tôi là Moonbit đã bị rò rỉ trước ngày ra mắt dự kiến. Mặc dù rất vui mừng trước phản hồi của cộng đồng, nhưng chúng tôi vẫn đang tinh chỉnh sản phẩm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng ra mắt chính thức. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện nào và chúng tôi đang xem xét từng trường hợp riêng lẻ cho những người dùng bị ảnh hưởng. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn và bản phát hành chính thức sẽ sớm được công bố. Đó, nên lưu ý là bản phát hành chính thức sẽ được sớm công bố nha. Trong thời gian chờ đợi thì vui lòng thận trọng với các tài khoản mạo danh bot Telegram chính thức là http://t.me/binance-moonbit bot và kênh thông báo chính thức là kênh Telegram Moonbit đây ha. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cập nhật nào, hãy tham gia thảo luận trong nhóm Binance chính thức của chúng tôi. Đó, thì đây là thông tin chính thức của trong cái Telegram của Binance nha. Thì họ đã công bố cái đường link chính thống. Đây là cái Binance Moonbot, Moonbit bot này. Thì khi mình kích vào, nó liên kết với lại cái bot mà mình đã chia sẻ cho anh em ha. Đây là cái Binance Moonbit bot. Đó, thì mình bấm vào Start này. Đó, thì nó hiện ra cái app này. Có nghĩa là hiện tại cái app này là hàng chính chủ rồi nha, mặc dù nó vẫn chưa có công bố chính thức trên trên cái trang chủ của Binance. Tuy nhiên là ở trong Telegram nó cũng đã có một cái thông báo về Moonbit và nó chuẩn bị nó ra mắt nha. Đó, cho nên phải nói là cái dự án này hiện tại nó đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện và nó chuẩn bị nó sẽ ra mắt chính thức nha. Đó, thì đây là con bot chính chủ. Ngoài ra thì anh em có thể là bấm vào cái zone và cái Telegram Moonbit ở đây. Thì anh em sẽ zone vào. Thì đây là cái thông tin chính thống của liên quan đến cái dự án Binance Moonbit này. Anh em có thể là tìm hiểu dự án bằng cái Telegram này. Nha.
Đó, đó là như vậy. Rồi, thì qua thông tin này mình có thể thấy được, xác nhận rằng cái Moonbit này là một cái con game chính chủ do Binance tạo ra ha. Và hiện tại nó đang nó đã đang chỉnh sửa và nó chuẩn bị nó sẽ ra mắt, có nghĩa là nó sẽ công bố chính thức sau. Còn cái việc cái app này hiện tại là mình đã vẫn khai thác được bình thường nha. Thì anh em sẽ bấm vào con bot. Thì những em nào mà chưa đăng ký cái con bot này á, anh em xuống phần mô tả video kích vào đăng ký cho mình ha. Rồi anh em sẽ xem lại cái video mà mình hướng dẫn cho anh em cách đăng ký. Bây giờ mình sẽ bấm vào start app ha. Rồi đó, ở đây là một cái con game được tạo ra bởi sàn Binance, chính chủ sàn Binance, cho nên là phải nói là cực kỳ tiềm năng, anh em không nên bỏ qua nha. Thì trên con game này mình sẽ kiếm những cái điểm điểm bon. Thì khi mà anh em đăng ký với cái link giới thiệu của mình, anh em sẽ nhận được là 10.000 điểm bon. Anh em sẽ nhận 1.000 chứ ha. Mình xin lỗi ha, anh em sẽ nhận được 1.000 điểm bon. Và trên này anh em có thể là chơi game. Anh em bấm vào chơi game ở đây nè. Thì anh em sẽ mỗi ngày anh em sẽ có 6 lượt chơi ha. Anh em bấm vào đây. Đây là giống như là game đào vàng đó ha. Mình sẽ bóc những cái biểu tượng màu vàng ở đây ha. Nếu như anh em bóc trúng cục đá thì nó sẽ bị trừ trừ điểm nha. Đó, ví dụ bóng trục đá trừ nè. Đây. Rồi, như vậy là mình nhận thưởng ha. Còn lại mình còn lại là 3 lượt chơi nè nha. Cộng được là 90 điểm. Ok, anh em quay ra. Đó, đó là phần chơi game hàng ngày nha. Đây là cái thời gian đếm ngược cho anh em cái trò chơi này. Rồi, ở đây anh em sẽ bấm vào cái hai quyển vở này để copy chia sẻ cho bạn bè thêm ha. Rồi, ở đây là bảng xếp hạng này. Đó. Bảng xếp hạng nè. Rồi, ở đây phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì anh em lưu ý ha, ở đây nó có một cái nhiệm vụ là liên kết với tài khoản Binance của bạn ha. Tuy nhiên cái nhiệm vụ này mình sẽ làm sau ha, không có vội ha, để khi nào mà dự án chính thức nó công bố trên cái nền tảng chính thức ha, thì lúc đó mình làm sau cũng được, chưa có vội ha. Đó, thì đây là một cái phần một bước để mình bảo đảm giữ được an toàn cho cái sàn của mình khi nào mà nó công bố chính thức ha. Mặc dù mình biết là cái thằng này là cái sản phẩm của Binance, tuy nhiên là mình sẽ chờ đến khi nào nó công bố chính thức rồi mình mới thực hiện cái liên kết này sau nha. Thì đây là cái biện pháp để đảm bảo an toàn cho cái tài khoản sàn Binance của anh em được tối đa nha. Và bạn bè thì anh em sẽ bấm vào đây để copy mời cái đường link để chia sẻ cho bạn bè thêm nha. Đó, rồi anh em bấm vào Binance. Thì đây là cái phần mà nó hướng dẫn anh em thực hiện và đăng ký cái tài khoản Binance. Thì những em nào chưa có tài khoản Binance, xuống phần mô tả video anh em kích vào link đăng ký ha. Rồi anh em sẽ đăng ký cho mình một tài khoản Binance và tiến hành KYC sàn ha. Sau khi anh em có tài khoản và KYC xong thì anh em có thể là vào đây anh em thực hiện cái nhiệm vụ sau này cũng được ha. Đó là nhiệm vụ liên kết tài khoản Binance của bạn. Thì với nhiệm vụ này anh em sẽ nhận được là 10.000 điểm ha. Đó. Rồi thì cái nhiệm vụ này mình sẽ chưa là lại làm sau ha. Trước mắt anh em sẽ vào đây chơi game, tương tác với bạn bè, mời thêm bạn bè để nhận thêm cái điểm này ha. Thì đây là một con game phải nói là cực kỳ là ok ha. Đặc biệt đó là hàng của Binance. Đó, cho nên là anh em không nên bỏ qua. Đây là một cơ hội có 102 nha. Đó, thì hiện tại con game này đang được FOMO rất là mạnh. Mặc dù nó chưa ra mắt chính thức nhưng mà nó đã bị rò rỉ cái thông tin. Và hiện tại con bot này đã có số lượng người đăng ký rất là lớn rồi ha. Cho nên là những anh em nào chưa biết thì anh em tranh thủ đăng ký. Thì con game này nó chỉ ra trong vòng một ngày trở lại đây thôi nha, cho nên là anh em tranh thủ chiến mạnh cho mình. Rồi thì video hướng dẫn đăng ký cũng như là cái đường link đăng ký mình để dưới phần mô tả video, anh em xem lại ha và anh em chiến mạnh con này. Rồi ok ha, thì video này sẽ kết thúc nha. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn quả chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.